Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video của mình. Nhưng mà kênh của anh Nguyễn Hoàng Tâm thì nãy giờ mình vô nhà anh Tâm á, nhưng mà kiếm anh Tâm không có rồi, không biết anh đi đâu nữa. Bây giờ mình sẽ kiếm anh Tâm nha mọi người. Anh Tâm ơi, anh Tâm, Tâm ơi, Tâm. Ủa? Ủa? Vô nào hả? Vô đâu hả? Đi lấy hàng nóng. Wow, gì dữ hả? Đây. Quá trời luôn. Đã chưa? Quá đã. Ừ, nay khui hàng. Ôi, dốt. Có mua tài sổ không? Quên rồi. Chết mẹ. Mua tài sổ mà không mua. Quên. Rồi sao giờ? Không sao, vô. Rồi. Rồi. Cái này là cái gì vậy? Đây là GoPro Hero 9 Plus nha. Wow. Vậy coi khui hàng nha. Wow, quá đã. Ok. Hi, xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại với kênh của Nguyễn Hoàng Tâm. Hôm nay chúng ta sẽ đập hộp GoPro Hero 9 Plus. Thì cái GoPro này mình ước mơ là từ hồi năm trước rồi mọi người, nên hôm nay là mới có cơ hội để chạm tay tới nó. Hồi nãy mới bị đứt tay nè, cái lưỡi lam nữa không? Mua lưỡi lam 10.000 lận, nó càng mắc nó càng nguy hiểm. Đó, thì hôm nay chúng ta đập GoPro thì cái quy định của khi mua hàng ở Hoàng Hà Mobile, của Hoàng Hà Mobile nha, thì mình sẽ không được kiểm hàng, nhưng mà về mình phải quay clip lại mình mở hàng đó, để có gì thì mình còn có cái clip. Ok, chúng ta sẽ mở thôi, không nói nhiều nữa. Cái hộp GoPro trước, nhân vật chính của mình. Ok, đứt tay mọi người, nãy bị đứt tay 2 lần rồi đó. Thì làm nè, mở luôn đi. Đó, mở hộp nó phải như vậy á, đã không Khang? Quá đã. Này, hôm nay rồi lưỡi lam, cameraman ngồi sau lưng nữa để mình có thể là quay chi tiết cái GoPro này. Mình ra giống mình không? Cái khoảnh khắc mà mình mơ ước bấy lâu nay. À quên, cái hãy nhớ Standard Pro nha, cái gì cũng Pro hết, GoPro thì sẽ nhớ Standard cũng Pro luôn. Ok, wow. Mở ra. Có gì điện thoại vậy? Điện thoại đâu, cái GoPro. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Hết cái gì hết đi nha. Hết. Không nguội gì hết á. Ôi, dục này đi, cái hộp sao? Nè, thẻ bảo hành, phải không? Thiếu xuất hàng, hẻo hành chức nằm trong đây quá. Em ấy. Ta-la. Ok, chúng ta sẽ này để xíu mở. Nó mở tức được. Mở hãy nhớ. Mở luôn à. Trong này nó có tặng cho mình cái gì nữa mọi người, mất cờ lắm. Thử đi, có giống đáp gì này không biết nữa. Mở luôn, bị làm này bén lắm. Đứt tay nè, máu chảy. Wow. Ngồi xuống cameraman, ngồi xuống mới thấy cái vẻ mặt đẹp trai của em được. Trời ơi. Sao nhớ có tặng cái gấu chữ U gì nữa mà mất tiêu rồi, không có tặng hả? Không. Có cái còn đi hung không? Có cái nịt. Hít cái nào hít? Cần hít nữa không? Hả? Hít nữa không? Hít gì á? Hít này vô. Thôi. Cũng hít không có hít đi. Ừ. Nãy gì đây? Wow. Nó cho mình đầu độc luôn nè, thấy không? Hãy nhớ tốc độ cao luôn, rồ luôn, 450. Cho máy ảnh á. Ừ. Rồi dục luôn đi. Ok, và nhân vật chính của mình. Rất giới thiệu gì? Cái này nhớ này. Hãy nhớ hả? Ừ. Thì hãy nhớ này xin giới thiệu với mọi người, đây là hãy nhớ. Giới thiệu thì kiểu chuyên nghiệp nha. Quên, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Nguyễn Hoàng Tâm. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu cái hãy nhớ Standard V30 với tốc độ rất là cao, tốc độ độc lên đến. Này hai số máy nữa. Này tới V30 lận, hơn lát 10. Thì quên một kính thôi mọi người, tốc độ độc lên đến 170m/s và tốc độ ghi đến 90m/1. Wow. Wow, chuyên nghiệp không? Cái người giới thiệu rất là chuyên nghiệp. Tiếp. Nhân vật chính. Oh, nhân vật chính, god. Oh my god, vô rồi vô chính. Bóp siêu nha. Chết mẹ không biết bóp sao. Đây, quay cái cản nó cũng bóp à. Y chang iPhone 13 bình thường. Rồi, đúng rồi, chưa? Bắt né cẩn thận nha. À, chưa? Từ,
Chết mẹ, hả, xa xa ra nên bắt nét được. Rồi khóa nét lại. Bắt xong khóa lại. Khóa lại cho giữ. Rồi. Khoan, nó phải sáng sáng được. Khoan sáng lên. Rồi bắt siêu nha. Hết sảy luôn. Vô. Từ từ. Quá là đã luôn. À, đã luôn, ok. Thích, thích, chuẩn bị lấy ra thích nè. Thích nữa hả? Chưa lấy ra thích. Cô biết thích hoài vậy. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Thơm quá. Thơm mùi tiền. Đã quá. Vào. Wow. Quay cận cảnh nha. Rồi cận cảnh, cận cảnh. Cận cảnh, cận cảnh nha. Chuyện sáng quá. Ồ, oh, cái hộp này cũng 200k nè. Mở ra nha. Mở ra nha. Mở đi. 1, 2, 3. Hết hồn. Để em coi trước cho. Ngồi ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ừ. Hết hồn. Tiếp, tiếp, tiếp. Hết hồn. Wow. Ê, nôn quá à. Té theo. Google 19 này. Wow. Ấy rồi. Đây, nhân vật chính của chúng ta mơ ước bao nhiêu lâu nay. Rồi có một cái cáp tai xì, ok. Một viên pin. Ủa nhìn nó cũng tưởng nó bự lắm, nhờ ngoài đời cũng nhỏ ha. Một cái mèo gắn vô cái giống đất gì không biết. Rồi, này là gắn vô cái nông nguy hiểm nè. À, nó kết cũng được luôn nha mọi người. Quên, rồi vậy chúng ta sẽ bóc siêu cái này. Ồ, rồi 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 rồi. Đó, bóc nét nữa đúng không? Vô. Ồ, hít hít hít, hít cái. Ồ, bị nhỏ lắm. Cái này bóc siêu rồi phải bóc kiểu này nè. Cái đập đi à. Wow! Wow, siêu to. Tay máu không? Bóc nét, bóc nét, bóc nét, nét. Đó. Đó. Đây chính là rồi vô chính. Ai bóc siêu rồi tôi không? Bỏ anh đấm đấm này xuống rồi. Rồi. Bóc nè. Cành cảnh vô, cành cảnh vô. Đó. Đó. Oh. Ok, ok, hết miếng. Ồ, nhìn như là cũng tái nó à. Con bóc, 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 có màn hình à. Ừ, màn hình. À. À, cái camera nè. Mới tên luôn. Mới tên luôn, bóc cái này ra nè. Ồ. Ồ. Đó. Xảy ra mọi người. Ai nè. Đúng rồi, móc đó. Xuống. Móc 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 móc. Rồi gắn pin vô cái ai. Nôn quá. Nôn quá. U là trời. Gắn pin không? Cái này dễ mà. Đồ mới xài đồ không biết đắp vậy chứ. Vậy đúng không? Đúng không? Yeah. Đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Quên nó gắn thẻ nhớ rồi đó chứ. Nôn quá mà. Cái pin mà gắn thẻ nhớ nữa sao xài. Bỏ này coi. Thẻ nhớ có người xịn không? Quá là đã luôn mọi người ơi. Cameraman đứng lại vậy, ngồi xuống, ngồi xuống. Quên còn đồ độc đây, chừng bỏ mất tiêu á. Nó cho máy ảnh rồi mà. Để dành móc mua máy ảnh. Khen gắn vô khen, gắn gì đúng không? Búng á. Ừ. Để xuống đúng không? Để xuống. Nhảy con tài á. Chết mẹ ngột rồi. Chết rồi. Bảy. Họ cứu lỗ bia này. Họ cứu lỗ bia này. Trời ơi. Đây đây. Khúc này nè. À. Khúc này quan trọng nè. Mở nha. Mở. Mở nguồn. Mở nguồn. Wow. Quá đã. Ồ. Sao mày xích. Xích úp này nè. Phải phải Ôi mực ghê luôn á nha. Cực mực. Ôi. Anh liệt. Tiếp tiếng Việt không? Không, tiếng liệt không. Em liệt, ok. Sao nữa? Ari. Ari. On. On. Lướt lên. Lướt lên. Ok, okay. Phải app. Continue. Đó. Đây ngày 28 10 đúng không? Đây. Đây bây giờ, bây giờ? Giờ là 4 giờ... 5, 3 giờ. 3 giờ, 3 giờ 50. Là 15 giờ 50, 13 giờ 50 PM. PM. Ok. Oh. Hết sảy. Hết sảy luôn. Mục quá mọi người. 2K7 rồi. 2K7. Một quá ăn, cái này một. 5K luôn. 5K luôn.
Đo này ghen ok. Mình sao nữa? Xong rồi, 240 thôi. 240 xem. Đo này ghen. Không cho. Không cho. 5k rồi. 5k vô 30 xem. Rồi ok. Rồi, bách kìa. Ok. Bách kìa. Ok. Rồi, lướt hơn mượt không? Cực mượt luôn. Cái tay. Mày nha. Mày thử nha. Action. Kì. Úi trời ơi, là đâu rồi trời. À bay mình hả? À. Wow. Hi, xin chào tất cả mọi người đang quay với đến với channel của quên nữa quay 4K, quay 4K thôi. Lắc mà. Sợ vô máy dựng nổi. Thôi 30 frame thôi. Quay 4K 30 frame. 1080 thôi. 1080 thôi. Chỉnh sửa nó 2K7 được không? Nó heo khô, heo nó chỉnh sẵn mà. Cái nó chỉnh sẵn á. 4K 30 frame. Quay nha. Rồi. Vô. Rồi. À. Hai xin chào mọi người. Đang đến với kênh của Nguyễn Hoàng Tâm. Lần đầu tiên quay bro bỡ ngỡ quá mọi người ạ. Đó, thì hai đứa đã mua về và test máy xong. Đây. Đó, cameraman Võ Hoàng Khang có cảm nghĩ gì không em? Nó rất là rộng mọi người, da rất là đẹp nha mọi người. Mọi người mua về để dành đi để dành cho bụng cũng được. Ok. Đây máy kia. Thôi xịn, đồ nè, xịn các kiểu rồi. Ok. Rồi. Ok thì lời nói cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã xem clip này. Nhớ bấm like, subscribe, đăng ký. Ông nội ghệ nhắn tin nãy giờ hoài nè. Rồi và hẹn lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye bye. Bye bye bye. Mà. Hi, xin chào mọi người. Đang đến với kênh của Nguyễn Hoàng Tâm. Lần đầu tiên quay bro bỡ ngỡ quá mọi người ạ. Đó thì hai đứa đã mua về và test máy xong. Đây. Đó. Cameraman Võ Hoàng Khang có cảm nghĩ gì không em? Nó rất là rộng mọi người, da rất là đẹp nha mọi người. Mọi người mua về để dành đi để dành cho bụng cũng được. Ok. Đây máy kia. Thôi xịn. Đồ nè, xịn các kiểu rồi. Ok. Rồi. Ok thì lời nói cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã xem clip này. Nhớ bấm like, subscribe, đăng ký. Ông nội ghệ nhắn tin nãy giờ hoài nè. Rồi và hẹn lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.